Thưa quý vị, chẩn đoán vô sinh nói chung, chẩn đoán vô sinh nam nói riêng đòi hỏi nhiều khâu khám sàng lọc. Tuy nhiên, một tin vui là Đại học Y Hà Nội vừa chế tạo thành công kit chẩn đoán vô sinh ở nam giới. Và đây cũng là kit chẩn đoán vô sinh đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Kit sử dụng phương pháp phân tán chất nhiễm sắc giúp định lượng và đánh giá mức độ đứt gãy ADN của tinh trùng cho kết quả trong 90 phút. Bộ kit do nhóm nghiên cứu trường Đại học Y Hà Nội xây dựng và phát triển thành công với tên gọi SSS Bơm. Kết quả của bộ kit được thể hiện trên phần mềm đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh trùng tự động bằng phương pháp học máy, kết hợp kính hiển vi có máy chụp ảnh. Đây là phần mềm đầu tiên trên thế giới mà nhóm nghiên cứu của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trang, Đại học Y thiết kế, giúp định lượng được mức độ đứt gãy ADN tinh trùng, chỉ cần kết nối với máy tính không qua một thiết bị trung gian nào. Vâng, và khác với bộ kit nhập ngoại thì phần mềm phải cài đặt qua máy tính quét tinh dịch đồ CASA. Giá thành của máy quét này thì có phần hơn một tí và không phải là đơn vị nào cũng có. Nhờ vậy mà giá thành của bộ sinh phẩm này giảm từ 3 cho đến 4 lần so với kit nhập ngoại. Thử nghiệm chẩn đoán cho kết quả độ nhạy đạt đến 96,91% và độ đặc hiệu là 97,1%, tương đương với kết quả của bộ kit thương mại nhập ngoại đang được sử dụng hiện nay. Ngoài ra thì bộ kit cũng cho phép sử dụng mẫu đông lạnh trong vòng 48 tiếng mà không cần dùng chất bảo quản hay làm xét nghiệm, giúp chẩn đoán nhanh và chính xác hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Trang, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, hiện nhóm nghiên cứu phối hợp với doanh nghiệp có khả năng sản xuất bộ kit trên quy mô công nghiệp, tức là 1.000 kit một mẻ. Dự kiến tháng 11 năm nay thì kit sẽ được chuyển giao và ứng dụng tại các bệnh viện chuyên khoa, khoa xét nghiệm và các trung tâm hỗ trợ sinh sản có nhu cầu.